Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc nói rằng: ở Israel chưa hề thấy bao giờ. Nhưng người Pha-ri-siêu lại bảo: ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Xin kính chào cộng đoàn. Hôm nay thứ ba, ngày 10 tháng 7 năm 2018. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy dung mạo của Chúa Giêsu qua mô tả của Thánh Matthew trong Tin Mừng. Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đặc biệt người đã trục xuất quỷ câm khỏi người bị nó khống chế. Đức Giêsu thấy đám đông, người chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Người nói với các môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Chúa Giêsu yêu thương tha nhân, nhất là những người lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Gương bác ái thương người của Chúa Giêsu được Thánh Anton Nguyễn Hữu Quỳnh học hỏi một cách thiết thân khi ông nói với vợ và các con rằng: nếu bà và các con không đồng ý cho tôi lấy của giúp người thì tôi sẽ vay mượn hoặc làm thuê kiếm tiền giúp họ. Thánh Anton Nguyễn Hữu Quỳnh sinh năm 1768 tại làng Mỹ Hương, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Theo gia phả thì cậu Quỳnh là cháu 15 đời của đệ nhất công thần Nguyễn Trãi. Vì là con thứ năm nên ngài được gọi là Năm Quỳnh. Năm 1800, anh Quỳnh đi lính cho Hoàng Tôn Nguyễn Ánh và lên tới chức vệ úy. Sau 2 năm, anh giải ngũ về quê học thêm nghề thuốc và trở thành một lang y nổi tiếng. Từ đó kinh tế gia đình cũng phất lên. Nhưng đối với người nghèo, ông chữa bệnh miễn phí và đôi khi còn cho tiền họ. Ông nói: tôi chưa thấy những ai giúp đỡ người nghèo khó mà túng bấn bao giờ. Kinh Thánh chẳng dạy chúng ta phải coi họ như chi thể của Chúa đó sao? Chúa đã cho chúng ta sống, tất sẽ quan phòng cho ta đủ dùng. Khi con cái khôn lớn, ông nói: cha đã nuôi dưỡng các con từ nhỏ, nay đã lớn khôn, các con sẽ lo tất cả cho gia đình. Cha muốn để dành tiền bán thuốc để chia sẻ với bà con nghèo khổ. Dấn thân phục vụ giáo hội, ông Quỳnh nhận lời làm trùm họ làng Mỹ Hương và vâng lời đức cha La Ba Bét Bình phụ trách việc dạy giáo lý trong hạt. Nhờ ông, nhà ông trở thành lớp giáo lý và chỗ trọ cho các thừa sai. Ông dạy dỗ con cái yêu mến giáo hội và trung kiên với đức tin Kitô giáo. Ông Quỳnh bị lính bắt và bị kết án xử giảo vì không chịu bước qua thập giá. Ông bị giam 2 năm. Và ngày 10 tháng 7 năm 1840 bị mang ra xử giảo. Những lời cuối cùng ông nói với các con là: cầu chúc mọi người bình an, trung thành giữ đạo, hãy yêu thương nhau và sống đạo đức. Các con sẽ gặp lại cha trên thiên đàng. Trên bia mộ ông Quỳnh ở xứ Kim Sen, nơi ông được an táng với tổ tiên dòng họ, có khắc hai câu thơ sau: nghĩa khí nêu cao trên đất nước, oai linh phù hộ khắp non sông. Ông trùm họ Anton Nguyễn Hữu Quỳnh được suy tôn lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Nguyện xin Thánh Anton Năm Quỳnh chuyển cầu cho chúng con luôn biết sống bác ái, đạo đức và trung thành với Chúa đến hơi thở cuối cùng. Amen.